khỏe xe. Bây giờ xin vào những cái hoạt động của xe. Vâng, trên khung của chúng tôi là cái mẫu dòng Tipter, mang thương hiệu đến từ Đức. Cái model của xe là dòng model Tipter Hunter đây, dịch ra là thợ săn. Xe làm từ hợp kim nhôm. Khung nhôm. Những cái điểm chỉ dòng chữ Tipter được dập nổi trên khung xe rất là nổi bật. Đây là cái mẫu đen toàn phần. Tôi thích những bác những dòng tông màu tối. Xe đến từ thương hiệu Đức rất là bền bỉ. Cái độ mới của xe đánh giá là tầm 85% xe. Xe làm từ hợp kim nhôm aluminum 7005. Đây. Aluminum 7005 này thì bác biết thì như nó giới thiệu trong video trước đây thì nhôm 6061 và 7005 tức là dòng nhôm siêu nhẹ dành cho những dòng xe đạp thể thao cao cấp. Cổ phốt ghi đông số bản đeo xe. Xe trang bị với bộ tay lắp chính hãng của Shimano Sora, trang bị với 9 tầng lip bên trái em, với bên phải em được trang bị với 2 tầng đĩa chính hãng của Shimano Sora. Đằng trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Sora, càng carbon có những đường vân sứa carbon trên cái càng xe đây thể hiện rõ. May hiệu Stutthof, vành may hơi là của hãng Stutthof, vành nhôm hai lớp, lốp Victoria, lốp 700x25C, căm hay loại đũa được căm dẹp, giúp cho cái độ chậm gió của xe rất là tốt, rất là bon hơn đi trên khung đường. Và xe trang bị với bộ dây âm sườn đi trong khung xe rất cao cấp, tính thẩm mỹ rất là cao. Cọc yên nguyên bản theo xe, cọc yên nhôm, yên Jeju, yên cũng rất là mới. Bồi đĩa của Shimano Sora. Phủ đề sau là phủ đề Shimano Sora, trang bị 9 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Mayer bạc đạn. Mayer bạc đạn. Và vành cặp chính hãng cũng của Stutthof. Vành nhôm hai lớp chính hãng. Lốp sau là lốp của Victoria. Kích thước lốp 725x25C. Ở giữa khung xe có những chữ Tipter Hunter, nó in chìm mờ trên giữa khung xe đây. Đây là cái mẫu thương hiệu đến từ Đức, bên nhà mới về dòng Tipter model Hunter, trang bị với group Shimano Sora, càng carbon, khung nhôm hợp kim nhôm siêu nhẹ T7005. Màu đen rất là lam tính luôn nhá, rất là khỏe xe. Và bây giờ chúng ta chỉ có đứng ở khung xe. Chỉ có đứng ở khung xe đo là size 46. Tức là các bác là rất 6 trên 1m7. Bây giờ hiện ra chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với nguyên ngờ đúc chính hãng của Shimano Sora, 9 tầng lip, lên lip Mayer bạc đạn, xuống mít. Ở góc chân phụ một màu nhé. Nếu phải em mà đùi đĩa của Shimano Sora, 2 tầng đĩa, xuống đĩa. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua road mang thương hiệu đến từ Đức, Tipter Hunter.
cho trang bị với Gun Group chính hãng của Shimano Sora. Và xe giá rất tốt tốt bên em là 8.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Quá là không cần liên hệ qua Zalo 0975 709 943 của YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại trong ngày mai.